Vâng, xin chào quý anh chị. Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Hôm nay em Phương xin gửi tới anh chị một căn nhà nằm tại trung tâm của thị trấn Văn Điển. Và căn nhà này kinh doanh ngon nhé. Với diện tích là 52m2, mặt tiền 4,7m và chiều sâu là 11m, được xây dựng 4,5 tầng, vô cùng thoáng đãng và rộng rãi. Đặc biệt, căn nhà của chúng ta cách mặt đường lớn Tứ Hiệp đang mở rộng chỉ 20m thôi. Cho nên nó vô cùng phù hợp với những anh chị nào đang có kinh doanh là hàng tóc này, nai, móng, spa và cả hiệu thuốc nữa, đều rất là ok. Và bây giờ không phải để anh chị chờ lâu, em sẽ đưa anh chị đi khám phá căn nhà này nhé. Vâng, em xin giới thiệu với anh chị, đây là mặt tiền của căn nhà của chúng ta. Đây, với mặt tiền rộng 4,7m như thế này, cho nên nó rất là thoáng. Diện tích 52m nhé. Căn nhà này thì hướng đông nam, được xây dựng 4,5 tầng. Tầng 1 thông thoáng này, có tầng lửng là phòng khách, tầng 2 2 phòng ngủ, tầng 3 2 phòng ngủ, tầng 4 2 phòng ngủ và tầng 5 là phòng thờ sân phơi. Đấy, như anh chị nhìn thấy mặt tiền của chúng ta thiết kế vô cùng hiện đại. Và đây, như anh chị có thể nhìn thấy, đây chính là trục đường Tứ Hiệp đang mở rộng này. Đấy, cách nhà chúng ta chỉ khoảng 20m thôi. Đấy, vào rất là gần. Rất gần nhá. Căn này thì ô tô đỗ được cửa nhà chúng ta rồi, thoải mái. Ngõ thì thông nhá. Ngõ thông. Đấy. Phong thủy vô cùng tuyệt vời, không bị lỗi một tí nào cả. Đây, chúng ta sẽ đi vào phía trong. Căn nhà này thì thiết kế cầu thang sang một bên này, bếp cũng sang hết một bên, cho nên nó rất là hiện đại và tối ưu được diện tích sử dụng, không để dư thừa ở bất kỳ một mét vuông nào. Đấy, tầng 1 chúng ta rộng như này, chúng ta có thể kinh doanh mọi thứ thoải mái. Bếp đặt vào trong góc này rồi, rất là rộng. Bếp, tủ bếp thì làm bằng gỗ thịt hết rồi. Xe cộ đi lại tấp lập hết. Đấy, cho anh chị nhìn qua đây, cả không gian như này nhìn cho nó dễ. Đấy. Dưới này chủ nhà đã ốp gạch luôn. Đấy, chúng ta lên cầu thang. Wow, phòng khách rộng mênh mông luôn. Ra anh chị nào mà kinh doanh làm tóc móng thì chúng ta sẽ có thể làm lên tận đây được luôn này. Rất là tuyệt vời. Còn làm spa thì trên phòng rộng lắm. Đây, như chị thấy đây là phòng khách. Cực kỳ tuyệt vời. Rộng mênh mông thế này cơ mà. Trời ơi. Đấy. Với cái lối kiến trúc có tầng lửng này thì đằng trước của chúng ta rất là thoáng. Thoáng vô cùng luôn. Đặc biệt này, căn nhà này hướng đông nam nữa, cực kỳ tuyệt vời rồi. Chúng ta sẽ lên đến tầng 2. Wow, cái nhà vệ sinh này, trời ơi, nó rộng mênh mông luôn. Đây, phía trước đây anh chị, phòng rộng thế này cơ mà. Trời ơi. Đấy, thực sự là những căn nhà mà mỗi tầng 2 phòng ngủ thì cái diện tích của nó phải rơi vào 50m đổ lên. Như này thì chúng ta kê giường, tủ cũng như đồ đạc mới đẹp được. Nó rất dễ kê đồ. Với những căn nhà mà tiền rộng thì đồ kê cũng sẽ dễ hơn. Đấy. Căn này mà làm spa thì tuyệt vời luôn này. Đấy. Rất là nhiều phòng. Quá tuyệt vời luôn. Chúng ta đến với tầng 4. Đây,
rất là tuyệt. Wow, trời ơi, rộng thế này vô cùng thoáng luôn. Đây, đây là trung tâm thương mại Thanh Trì này. Đấy, khu đô thị Hồng Hà đây, vô cùng thoáng đãng, tuyệt vời. Vừa rồi thì em đã đưa anh chị đi tham quan chi tiết của căn nhà này xong. Với một căn nhà diện tích rộng rãi tuyệt vời như này, kinh doanh tốt, thì với giá chỉ 4 tỷ 150 triệu thôi, quá tuyệt vời. Hãy nhanh tay gọi điện cho em Phương nhé, số điện thoại 0987 396 111 để sở hữu căn nhà này ngay nhé. Còn nếu anh chị mà thấy căn nhà này chưa thực sự phù hợp với mình, hãy comment ý kiến của anh chị xuống dưới, em sẽ gửi cho anh chị những căn nhà phù hợp nhất ngay lập tức. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ em Phương cũng như nhận được những video của các căn nhà mới nhất nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.